Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ok, ngày hôm nay tôi chuyển sang làm phóng viên rồi anh em. Vừa thấy hai boss tele ra ngoài khu vực zone ngoài để đánh nhau. Mình cũng bu vào la liếm xem thử như thế nào, và ở trong cái video này anh em có thể thấy là hai boss của hai kinh dom tele ra ngoài nha anh em. Tele ra ngoài và chém nhau xem rất là sướng luôn, phải công nhận là boss đánh nhau thì xem rất là đã, nhìn rất là phê mắt anh em. Những cái mà anh em thấy những cái đường 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 chỉ trắng chỉ dấu vào hai nhà của boss nó chính là Scott nha anh em, do thám á. Những cái liên minh khác, những cái thành viên khác người ta do thám. Ở đây nó là cộng KVK 100 nha anh em. Mình thấy đánh nhau rất là hay, và đặc biệt là anh em xem anh em sẽ thấy hai boss sử dụng rất là nhiều game cho việc là bút đam, sử dụng cái kỹ năng của vua đó anh em. Bút đam anh em có thể thấy những cái vòng tròn đỏ 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 đỏ, nó chính là cái bút đam cho một đội quân. Cái đội quân đó nó sẽ tạo hiệu ứng đam cho những cái đội quân thân cận ở bên cạnh. Đó là cái anh em có thể thấy. Ok, bây giờ anh em cùng với mình theo dõi cái trận đấu giữa hai boss solo ở cái KVK 100 này nha anh em.
Ok, video tường thuật trực tiếp về phóng viên của cái KVK 100 giữa trận đấu solo bot giữa hai bot trong liên minh. Đến đây là hết rồi anh em, nếu mà anh em thấy hay thì mình xin một like và một sub kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé.